ơi, chào mọi người đã quay trở lại với nhà tắm của Trinh. Và gần đây thì tụi mình có vẻ là gặp nhau trong nhà tắm của Trinh khá là nhiều đúng không? Cho nên là hôm nay Trinh sẽ dẫn mọi người vào nhà tắm và làm một cái việc mà mọi người nên làm trong nhà tắm, đó chính là đi tắm. Ok, thế thì trong video ngày hôm nay thì Trinh sẽ cho mọi người thấy một cái gọi là shower routine, một cái chu trình tắm rửa của Trinh bình thường nó sẽ như thế nào, các cái bước mà Trinh thực hiện là gì, sẽ sử dụng các cái sản phẩm gì. Nhắc tới sản phẩm thì trong video ngày hôm nay Trinh sử dụng đại đa số các sản phẩm đến từ một thương hiệu mỹ phẩm của Việt Nam có tên là Cocoon. Cảm ơn Cocoon đã đồng hành cùng với Trinh trong video ngày hôm nay. Nói chút xíu về Cocoon đó, thì Cocoon là một cái hãng mỹ phẩm của Việt Nam thì có chiết xuất thiên nhiên, lành tính nè, organic nè, được chứng nhận y tế nè, và giá cả thì lại rất là phải chăng nữa, đặc biệt là không chứa những cái paraben, hương liệu xuân phát, tức là tập những cái chất mà có hại cho sức khỏe của mình á. Trinh sẽ đưa ra cái cảm nhận lần đầu tiên sử dụng, gọi là first impression, sử dụng những cái em này để dưỡng da từ đầu tới chân luôn. Dần dần thì hy vọng người tiêu dùng Việt Nam tụi mình có thể xóa bỏ những cái định kiến không tốt về mỹ phẩm Việt Nam, ủng hộ cho nền kinh tế nước nhà nha. Một chút về packaging thì mọi người thấy là cái bao bì bên ngoài của những em này nhìn nó rất là minimalistic, nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà xu hướng sang trọng á. Đầu tiên thì Trinh sẽ rửa mặt trước đi. Trinh sẽ sử dụng cái em gel bí đao rửa mặt này. Cái mùi của em này kiểu mùi bí đao thật sự luôn mọi người. Và khi mà mọi người nhắc tới bí đao thì mọi người sẽ thấy công dụng của nó là gọi là thanh nhiệt giải độc á. Cho nên là em này sẽ có cái công dụng là giống như là thanh nhiệt cho cơ thể, thanh nhiệt cho da của mình, để mà giảm những cái mụn trứng cá, mụn viêm. Ngoài ra thì Trinh thấy ở đây còn có thêm hai cái thành phần rất là đình đám trong việc trị mụn nữa, đó là rau má và tràm trà. Mà biết thì rau má thì nó sẽ có tác dụng là phục hồi da sau mụn, rồi làm sáng, làm mờ vết thâm, còn tràm trà thì cũng là kháng viêm. Nên là cái sữa rửa mặt này thì Trinh thấy chắc là khá phù hợp đối với những bạn nào mà kiểu da đang bị mụn hoặc là da bị kích ứng. Và em này thì cũng không có chứa sunfat, không có chứa paraben, không có chứa hương liệu, nên là những bạn mà có da nhạy cảm thì Trinh thấy là vẫn dùng rất là ok. Đây, đó là một cái chất gel đặc có màu vàng vàng đó, nó không có quá lỏng đâu, nó cũng không có quá đặc. Cái texture của nó kiểu như là mật ong mọi người. Trinh mới cho có một chút nước thôi nhưng mà nó tạo bọt rất là tốt. Cảm giác đi lên da thì nó mát và nó không có gây một cái cảm giác châm chích gì hết. Cái khả năng tạo bọt của nó vừa phải, nó không phải là kiểu bọt dày, bọt mịn lên, nhưng mà nó chỉ hơi sủi bọt một chút xíu này thôi. Nên là Trinh nghĩ nó sẽ không có làm cho da của mình bị khô, tại vì cái khả năng tẩy rửa của nó ở mức độ vừa phải. Vì vậy mà Trinh nghĩ các bạn da khô thì cũng có thể sử dụng được luôn. Trinh sẽ lấy một cái miếng bom tẩy trang và lau bớt nước đi. Ok, cảm giác trên da Trinh lúc này thì nó khá là sạch, nhưng mà nó vẫn giữ lại một cái độ ẩm trên da của Trinh khá là tốt, tại vì em này hình như có độ pH cân bằng ở mức 5.5 luôn. Ok, bước tiếp theo thì sẽ là toner. Em này thì đến cùng một dòng luôn, có tên là nước bí đao cân bằng da. Em này thì cũng có chứa rau má và tràm trà luôn. Cái chiết xuất của hai em này thì Trinh thấy khá là gần với nhau á, nên là mọi người khi mà sử dụng thì chắc là nên sử dụng thêm một cặp như thế này. Và hai em ấy sẽ có tác dụng là giảm dầu và giảm mụn ẩn, không chứa cồn, không có làm khô da của mình. Có đọc được là em này có một cái thành phần đứng gần như là đầu bảng, đứng thứ hai sau nước thôi, đó là niacinamide. Thì niacinamide mọi người biết là công dụng của nó thì sẽ làm mờ vết thâm nè, làm sáng da, làm cho da của tụi mình có thêm sức sống. Mọi người thấy là cái chất toner của nó rất là lỏng nhẹ nè, nó gần như là lỏng như nước luôn. Trinh sẽ áp lên. Khi mà apply lên như vậy thì cái chất toner nó thấm rất là nhanh, nhưng mà nó không có làm cho cái bề mặt da của mọi người bị nhợn rít. Và Trinh chỉ có layer một lớp thôi, Trinh cảm thấy là da của mình đã khá là đủ ẩm rồi, chứ không cần phải layer quá là nhiều lớp. Nên là Trinh cũng nghĩ là em này cũng sẽ thích hợp với đại đa số các loại da luôn, nhất là các bạn da dầu hoặc là da thường. Bình thường thì Trinh sẽ gội đầu tầm khoảng 1 đến 2 lần một tuần thôi. Trinh rất là ghét gội đầu, tại vì mọi người biết là tóc của Trinh thì nó dài như thế này nè, xong mà kiểu nó dày nữa, nên là mỗi lần mà Trinh gội đầu thì ít nhất là phải nửa ngày nó mới khô. Thậm chí là khi mà Trinh sử dụng các cái sản phẩm dưỡng tóc thì sử dụng những cái sản phẩm mà kiểu dầu dưỡng tóc, mà Trinh sẽ thích sử dụng những cái sản phẩm mà kiểu nước dưỡng tóc hơn, thì là tinh dầu bưởi. Thì tinh dầu bưởi là mọi người biết là nó sẽ có một cái khả năng kiểu phục hồi tóc hư tổn nè, tóc sơ rối nè, và kích thích mọc tóc nữa. Trinh thì không có nhu cầu mọc thêm tóc, tại vì tóc của mình đã rất nhiều rồi. Cái mùi của nó chua chua y hệt như là mùi bưởi luôn. Mọi người xịt vào phần chân tóc xong rồi mọi người massage một chút xíu.
nhớ là nhẹ nhàng thôi nha. Nhiều bạn Trinh thấy vò tóc mà vò vậy nè, như vậy thì mọi người sẽ làm hư tổn, tóc nó sẽ bị khô sơ hơn là gãy rụng nhiều hơn. Vừa mới xịt xong thì mình thấy nó khá là mượt và nó suôn hẳn luôn nè mọi người, thấy không? Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất á là nó không có bị bết dính. Tại vì có những cái dạng dưỡng tóc mà dạng dầu á, khi mà Trinh cho lên á thì nó sẽ bị dính, nó sẽ vón cục cái đuôi tóc của mình lại như này. Nhưng mà em này khi mà mọi người cho lên á, mọi người massage thì nó sẽ thấm hết và tóc của mình nó vẫn rất là tơi. Trinh thấy trong hướng dẫn là mọi người có xịt lên trên phần trên nữa cũng được, nhưng mà Trinh thì Trinh chỉ xịt ở cái phần đuôi tóc này thôi. Em này mọi người có thể xịt lên trên da đầu được luôn nha, để nó có thể dưỡng ẩm cũng như là chữa trị cho cái vùng da đầu của mình nè. Em này cũng không có cồn và không chứa paraben. Bộ da của Trinh nó mịn kinh khủng luôn mọi người. Ước gì mọi người có thể ở đây để mà rờ được. Mịn quá đi. Để đi tắm. Ở đây Trinh có một cái sản phẩm tắm cũng đến từ Cocoon, đây là sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay. Em này có tên là gel tắm bí đao, nhưng mà trong em này còn có một cái mùi chanh xả kiểu gì á. Họ ghi là với tinh chất xả chanh và tinh dầu bạc hà. Những bạn nào mà có mụn lưng á thì khi mà sử dụng em này với những cái chiết xuất như vậy á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người trong việc chữa trị mụn lưng luôn. Cũng không có triclosan và không có paraben. Thì mọi người thấy là cái bọt của nó rất là mịn, và khi mà Trinh chà lên trên da thì Trinh cảm thấy là da rất là mát, mà cảm giác sạch nhưng mà không có bị khô. Một tuần tầm khoảng 2 lần thì Trinh sẽ tẩy tế bào chết cho cơ thể. Và mọi người nhớ cái quy trình đó là mình phải tắm sạch trước, sau tẩy tế bào chết, để mà những cái bụi bẩn nó bám trên người của mình nó được gột rửa đi hết. Thì khi đó khi mà mọi người cho cái lớp tẩy tế bào chết lên đó, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nó sẽ đi sạch các cái lớp tế bào chết và đi sâu vào lỗ chân lông hơn, so với việc là mọi người tắm sau khi mà mọi người tẩy tế bào chết nha. Thì cái sản phẩm tẩy tế bào chết Trinh đang siêu thích là của The Body Shop. Dòng này là dòng Cactus Blossom. Cái mùi của em này phải nói là nó thơm và nó bán dai kinh khủng luôn. Trinh có nguyên một cái set dòng này được The Body Shop gửi tặng, bao gồm có em gel tẩy tế bào chết, một cái em body yogurt và một cái em sữa tắm luôn cũng của dòng này. Thì khi mà Trinh dùng combo ba cái em đó thì cái mùi nó thơm nguyên cả ngày, rất là thích. Trong cái em tẩy tế bào chết này của The Body Shop thì những cái hạt suất của nó rất là nhỏ, đường nó rất là mịn, nên là khi mà nó lên da thì nó rất là mềm đối với da, nó không có làm đau sát, và đặc biệt là nó cũng để lại một cái độ ẩm cực kỳ tốt. Trinh highly recommend mọi người sử dụng cái dòng tẩy tế bào chết này, đặc biệt là đối với những bạn mà kiểu da khô như Trinh. Rồi, sau khi tẩy tế bào chết xong thì thường là như vậy là xong cái quy trình tắm người của Trinh rồi đó. À không, còn một phần rất là quan trọng nữa, đó chính là tắm cho cô bé. Mọi người tắm cơ thể thì phải tắm cho cô bé đúng không, đừng có quên nha. Thì ở đây Trinh có rất là nhiều các cái sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ. Điển hình ở đây thì Trinh có một cái cặp dung dịch vệ sinh phụ nữ đến từ hãng AFRI, là một cái hãng của Hàn Quốc. Trinh sẽ review kỹ em này trong một video khác. Nhưng mà đầu tiên mọi người phải thấy là cái packaging của nó siêu đẹp luôn á. Mùi của nó cũng rất là thơm. Và cái vòi này nó sẽ có cái khả năng tạo bọt luôn, nên là mọi người không phải cần tạo bọt và không cần phải cọ sát quá là nhiều gây tổn thương cô bé của mình. Hai em này thì của Hàn Quốc, nhưng mà Trinh nhớ là sau này thì họ cũng sẽ bán chính thức ở Việt Nam, cho nên là mọi người hãy chờ xem cái video review cũng như là khi nào mà họ bán chính thức ở Việt Nam thì Trinh sẽ thông báo cho mọi người nha. Ngoài ra thì Trinh có một cái sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ mà Trinh cũng rất là thích. Đây là em này. Đây là em Saffron của Pháp. Chai này là siêu bự luôn á, Trinh mua ở Việt Nam thôi. Dung tích là 500ml, giá thì hơi đắt một chút xíu, đến 300 mấy chục ngàn lận. Dĩ nhiên là nó sẽ đắt hơn so với những cái sản phẩm giống như là Dạ Hương có mấy chục ngàn thôi. Tại vì em này thì kiểu được viện y tế chứng nhận này kia, nó sẽ rất là tốt và không có gây hại cho bộ phận vùng kính của mình. Sẵn đang nói về chủ đề cô bé thì cũng tương tự, một tuần khoảng tầm tối đa là 2 lần thì Trinh sẽ làm vệ sinh dọn dẹp cỏ. Trinh sẽ sử dụng cái combo này, một em là cái shave cream của EOS và em kia là một cái dao cạo của Venus. Thường thì Trinh sẽ sử dụng tầm khoảng 2 lần một tuần thôi, tối đa là khoảng 2 lần một tuần thôi. Tại vì nếu mà mọi người cạo càng nhiều thì lông nó sẽ ra càng nhiều và nó sẽ càng cứng hơn, cho nên là Trinh recommend mọi người chỉ cạo tầm khoảng 2 lần thôi. Và bữa nào mà kiểu nó đã dài ra mà Trinh không cạo thì cảm thấy rất là ngứa ngáy khó chịu luôn, nên là bắt buộc Trinh phải cạo. Và Trinh sẽ luôn dùng cái em kem này để cạo. Trinh sẽ cho kem lên trên cái phần mà mình cần cạo, sau đó thì mình sẽ đi cái con dao này. Trinh đã có một video chi tiết về cách hướng dẫn cạo vùng kính rồi, mọi người hãy xem lại cái video đó nha.
vọng là mọi người đã có thêm một chút cái thông tin hữu ích, biết được là bình thường thì Trinh đi tắm sẽ bao gồm 9.999 bước như thế nào. Thật sự là con cái tụi mình vô cùng rắc rối luôn, không biết là bọn con trai nó có hiểu hay không, nhưng mà trong nhà tắm của chồng Trinh chỉ có duy nhất một chai sữa tắm 2-in-1 kim luôn, cả tắm và gội đầu. Còn trong nhà tắm của Trinh thì mọi người thấy đó, rất là nhiều sản phẩm. Nhưng mà mọi người yên tâm, Trinh sẽ có một video về tất tần tật những cái sản phẩm mà Trinh có trong nhà tắm. Mọi người hãy chờ đón xem là ngoài những cái sản phẩm này thì nó còn có những cái sản phẩm gì khác nữa nha. Ok, thế thôi, đến đây shower routine của Trinh đã kết thúc. Hãy like cho video này vì cái áo rất là xinh có chữ Honey. Nhớ là subscribe cho kênh YouTube của Trinh nữa nha. Và cũng như recommend cho Trinh những cái video chủ đề tiếp theo mà mọi người muốn Trinh làm trên kênh YouTube này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trinh, và cảm ơn Cocoon Việt Nam đã tài trợ cho video này. Trinh sẽ gặp mọi người trong một video nữa nha.